Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Pixel Gun và mình Thành Eji đây. Thì nếu như em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì mình sẽ nhận được thêm đó chính là 15 coin tất cả. Và mình sẽ một số bạn bảo là anh nên lập bang hội đi, nó sẽ có một số cái gì nhỉ? Có thể kiếm được một số cái mảnh vũ khí thì phải. Mình sẽ lập cái bang hội ở đâu ta? Clan đúng không? Clan đây. Và muốn tạo một clan thì chúng ta có thể sử dụng đó chính là 100 vàng. Mình sẽ nhập tên cái clan đây nha. Clan Moto là sao ta? Mình sẽ đặt tên cho cái clan này là cái gì đây? Mình sẽ đặt tên giống như kiểu ở trong Dragon City nhá. Tên là gì nhỉ? Giải đây. Giải Ngân Hà, không biết có viết được không ta? Rồi chắc là được đây. Logo của chúng ta thì mình sẽ đặt cái logo là gì đây nhỉ? Logo hình con zombie nhá. Private này, public này. Rồi mình cứ tạo cái clan này trước và anh em nào muốn vào thì hãy cứ vào nha. Ở đây nó sẽ có một số cái thứ gì gì đó. Rồi mình sẽ tính sau đi. Nào và chúng ta sẽ xem cái quả trứng ở trong này là quả trứng gì đây. Không biết quả trứng gì luôn. Hình như có con pet mới thì phải. Đây chúng ta sẽ có con pet mới. Mình sẽ đập quả trứng này ra. Nó là con nhím. Không phải pet mới, pet cũ rồi. Mình có một con mythical thôi. Duy nhất một con thôi. Chúng ta có cả một con chim đấy anh em. Một con chim gọi là con thằn lằn sấm. Đẹp phết ta. Con này thì nó sẽ có tác dụng, nó là legendary đấy, khả năng gây ra critical damage. Và tên cho nó gì ta? Tên là gì đây? Đặt tên cho nó là Luffy nhá. Nghiện truyện tranh, đặt tên như thế này và trang bị nó luôn, theo mình luôn. Được rồi, mình sẽ vào mình bắn tiếp tục thôi. Nào, chúng ta sẽ chơi có team strike, có point capture. Cái Battle Royale đã được nhân 3. Mình sẽ đánh cái team strike đi. Đây mình chơi cửa này luôn. Và ngay vào thôi. Chiến đấu nào. Những cái súng nó yêu cầu, nó khuyên dùng trong này. 1475 cúp à? 2300 này. Ốp sao team mình mạnh thế nhỉ? Có vẻ mạnh quá ra, đúng không? Đường lên đâu? Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Sao nó lag nhỉ? Giật. Đi cùng nhau đi. Đúng rồi, hay thế. Mình thấy có một thằng ở đâu nhỉ? Vào đây. Chết mày đi này, hai bé thắng rồi. Yeah, hay lắm. Chơi với anh à, không được đâu. Bay nhảy có vẻ ghê đấy. Nào, thay đổi súng nào. Không thằng không bắn à? Đi cùng đi anh em. Nó bên nào nhỉ? Thật sự không thấy luôn. Hỗ trợ đồng đội. Đây, đằng sau. Ôi trời ơi, bắn phát chết luôn kìa, ngon. Thằng này ghê quá anh em ạ. Thật ra mình không nhìn thấy nó đâu luôn đấy. Thì mình chết hai thằng rồi. Kìa, solo, tốt. Trời, chết rồi. Nhìn là biết, kiểu bắn là biết chết rồi. Thệ vãi trưởng à. Trời, bắn kiểu đấy thì chỉ có chết thôi. Đi cùng nhau đi. Tốt. Ôi dồi ôi, bắn ghê thế nhở. Kinh khủng phết nhở, mình có thể không nhìn thấy nó luôn đấy. Yes, hay lắm anh em, mình đã thắng được trận thứ hai rồi đây. Tuyệt vời mà trời. Hay quá nhở. Thằng kia hay đi sang bên này này. Ôi dồi ôi, bắn ghê quá. Chết luôn rồi. Bắn hay quá anh em ạ. Làm sao có thể bắn lại nó đây. Nó nhảy như thật luôn, cái súng nó cũng ghê cơ. Thực ra thì cũng không ghê lắm đâu, nhưng mà sao team mình thoát ra một thằng rồi. Bắn không lại thế à, thoát ra luôn. Energy drill kìa, energy drill. Thắng luôn rồi à? Thật là vãi trưởng thật, bên kia loại xong hai thằng rồi cơ. Và mình sẽ cần phải thắng thêm một trận nữa để có thể làm thắng cả chung cuộc luôn. Ôi xô, chết luôn á. Một phát chết luôn kìa. Hư cấu.
súng gì đây? Bên đó có một thằng kìa anh em. Victory rồi, hay thế nhở, team mình bắn hay quá. Và mình được thêm 6 cái cúp nữa này. Mình chỉ giết được ít thôi, mình giết được khoảng 2 mạng. Chúng ta giết 2 mạng này, đấy. Ờ, next match chúng ta sẽ chơi thêm trận tiếp theo cơ. Bên đó bắn hay cơ. Không hề dễ dàng để có thể chiến đấu được. Facility. Và mình sẽ thoát ra thôi. Cái này đánh thì nó không được ấy cho lắm. Nào, và mình sẽ quay trở lại với cái phần point capture. Đó chính là phần chiếm cứ điểm. Cái màn này màn chiếm cứ điểm của chúng ta. Ồ, cái Tucaster này thì mình rất là ghét cái Tucaster này. Nó cứ nhảy khó chịu lắm. Mình sẽ chơi cái map khác đi. Có nhiều map hơn mà, đúng không? À, cái này là cướp cờ. Cướp cờ nó hơi khác. Đây đây. Cướp cờ thì nó sẽ có mấy cái pack out này, đẹp này. Nhưng mà liệu có ai chơi không ấy, vấn đề là có ai chơi hay không? Hay là chỉ có mỗi mình chơi thì nó thành buồn cười, hình như có mỗi mình chơi thì phải. Để xem vào biết ngay. Đây đây rồi. Score. Bên kia cướp được 5 cái kìa, đánh đống cái gì? Nó phải chuyển thật. Còn bao nhiêu? Còn 6 phút nữa, 6 giây nữa. Cái này ít người quá, cái màn này ít người quá. Nó đợi cái màn nào nhiều người tí. Ok, cái này này. Christmas dinner này. Cái map mình quen thuộc hơn này. Cái này thì ta không cần phải giết người đâu, chỉ cần là cướp cờ xong rồi mang cờ về nhà là được thôi. Rồi, chúng ta cần cái vũ khí cận chiến ngon ngon chút nhỉ. Rồi, còn có 3 2 1. Hết thời gian. Draw, hòa, mỗi bên cướp được một cái cờ. Và chúng ta sẽ vào chơi luôn thôi nhỉ. Sao mỗi mình đấy. Đang đợi cướp cờ. Vãi trưởng. Ôi giời. Mất ảo nhỉ, chết luôn kìa. Kinh thật, nó bắn bật là cái chết luôn. Còn chẳng kịp làm gì cơ. Nó trong này anh em. Nói được rồi. Nó cướp được cờ rồi. Bó tay. Thầy có đứng ở trên không chứ. Đứng trên không chứ. Tăng hình à. Nó tăng hình anh em ạ. Chuyên nghiệp quá. Tình nguyên chuyên nghiệp quá. Thật sự mình không nhìn thấy bọn nó đâu luôn để mà bắn ấy. Chứ chưa nói gì đến 02 rồi. Cướp được 2 cái cờ rồi. Và bắn nó đi. One kill. Ok. Nó cướp một cờ rồi. Ô tay không có. Chết luôn tôi rồi. Không thể chơi được cái map này với bọn nó đâu anh em ạ. Thôi tụi mình nên ra đi. Thôi nó bắn đạn giật xong rồi nó vắt bay về nhà luôn. Thôi cho mày bắn đấy. Chơi này ai chơi. Mình không có cái súng mà bắn đạn như kiểu là nó gây ra nổ và nó sẽ bay lên không trung. Rồi mình sẽ chơi đấu đơn đi. Đấu đơn thì đánh được Poor Party này. Thôi team fight đi. Team fight còn rất là nhiều map. White House đi. Chúng ta chơi ở cửa Nhà Trắng nhá. Cái này khá bắn khá ngon. Những cái chỗ nào mà có cái khoảng không gian chật hẹp là rất là phù hợp với cái súng của mình hiện tại. Thế quái nào mình ở đường dưới à? Thì số đang là 1-1. Đang khá cân bằng giữa hai team. Nào lên giết thôi. 3-2-1. Bên mình là team xanh. Chúng ta sẽ cần bò lạc. Chết em ơi. Một bé. 3-1. Hay lắm. Nào con nào ra đây không? Kìa. Mình thấy một con. Rồi. Vào trái chết luôn. Cái bắn ảo đấy. 5-1 rồi. Dã man thật. Này này bắn này. Ở đâu ấy? Bắn ở chỗ nào đấy? Còn một con nữa. Nó bắn ở góc tường này. Cũng được. Tỷ số lần đang là bao nhiêu đây? Mấy cái áp đảo quá. Vào là bắn chết. Vào là bắn chết. Dã man. Ngoài này có ai không? Đâu rồi, đây có một con rắn này. Trong này có một thằng này. Đây, nó ở đây anh em ơi. Mình bắn chết con rắn đó.
Cái súng của mình nó cũng tương tự dạng như kiểu là ấy thôi. Đâu rồi, không có ai. Nó chạy đâu hết rồi. À đây đây đây. Chết mình. Trả thù. Nhưng mà mất khá nhiều máu. Thôi, nó trốn ở dưới này anh em ạ. Ôi. Nó ném gì ấy? Ném búa. Ném cái dìu cấp 14 thôi mà. 95 rồi, 96 kìa. Này này, chết đi em. Đâu nữa, đâu nữa. Mình gần chết luôn, tại vì cái đạn nổ rồi. Ôi, chết quả bom này. Đạn hút, đạn hút, đạn hút, đạn hút. Là đạn hút vào. Kia có đạn kìa, có máu không? Có lợn, có lợn, có lợn. Ôi trời, có lợn hút chết mình à. Hay nó nhìn thấy mình rồi thì phải. Xuống dưới này. Để xem có ai không. 11-8. Còn có 10 giây rồi. Chết này. Cái lưỡi cưa ta lươi lia qua đầu nó. Và nó cũng sẽ chết thôi. Chúng ta sẽ được 12 cúp này. Cửa này ít ít người chơi quá. Có 2 người chơi này tất cả. Thằng kia một phát là 8 mạng. Còn thằng kia là 2 mạng. Ít người chơi quá anh em ạ. Ra sẽ ra cái map khác đi. Cái map này rồi mình chen map đi. Xem map nào hợp với cái súng của mình. Teamfight Arena Lab 52 Sniper thì không chơi được rồi. Cuộc sống côn trùng à. Lâu lắm không chơi cái cuộc sống côn trùng này rồi. Và bắn rất là khó chịu. Phải nói như vậy. Christmas Dinner. Cái pool party đi. Pool party siêu đông luôn. Ờ, có cái búa này thì ngon này. Bên xanh đúng không? Bên đó bên đỏ. Một bé. Đã xong. Ôi giời ơi, nó nhìn thấy mình em. Ui, Saman Bow kìa. Một cái cung à. Dã man chưa? Dã man con ngan. Chết, úi dồi ôi, đông thế, hai con luôn. Tận hai con ở trong đấy luôn. Súng vàng à, súng bằng vàng. Ấy, dạ. Thay đạn, 5-6. Chúng ta đang bị thua kìa. Ô, kìa kìa. Này này, phản ứng nhanh. Biệt đội phản ứng nhanh. Rồi phản ứng cực nhanh với tất cả những cái thứ này liên quan. Chết ngay, chết ngay. Ủa ôi, đông thế. Ở đây có cả một cái con bạch tuộc giết gì đó. Này này, vào đây này. Nemesis, ok man. Lưỡi cưa đâu? 15-11 rồi, chúng đang dẫn, chúng đang dẫn. Ôi trời ơi, mình bắn nhìn thấy nó mà không có bắn kịp luôn. Phát cực gần luôn. Đâu đâu. Ôi giời, mình giết được khá nhiều mạng hay sao ấy. Clear một đống kìa. Giờ nó không kịp để ý mình. Phải nói như vậy, nó không kịp để ý chúng ta. 21, 27 so với 18 à. Tốt, 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 tốt. Ô, thấy không chết kìa. Nguy bên cơ. Này, này, chết, trời ơi, mình giết được 3 mạng. Đánh nhanh vãi trưởng rồi. Phải nói như vậy. Này, này, này. Thay đạn, 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 thay đạn. Nhẹ nhàng thôi. Không cần về. Ghê ghê ghê, ở trong này có này. Úi ôi, invisible kill. Bắn cả tàng hình luôn. Cần thì bắn cả tàng hình luôn. Chết chết. Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn.
bắn luôn vào ngay này. Quá dã man con ngàn. Thay đạn nào. Sao bên này, sao bên này, sao bên này mình ăn được khá khá máu đấy. Ô sao diễn giật lại nhỉ. Ui không được. Trời ơi cái Saman bow của nó chỉ có 1113 vàng thôi mà, thế bình thường. Vào đây, vào đây. Lia là chết, Lia là chết. Rồi, dã man. Yes, hay lắm. Và chúng ta đã giết được khá khá đấy. Giết được 12 mạng cả. Không ngờ rất là nhiều thế. Và cái map này rất là nhiều người chơi luôn vậy. Nào, chúng ta sẽ lên thôi. Việc cộng cái critical đúng không? Bên kia có cung Saman nhỉ. Headshot. Nó lên hết trên kia rồi. Đây đây đây, đi vào đây, đi vào đây. Kiểu gì cũng sẽ có một con. Ôi sỏi ơi, chết luôn là Ray Gun. Chết luôn được. Mình của đấy nó di chuyển hay quá. Phải nói như vậy. Di chuyển mắc hay luôn. Trên 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 nhà, trên nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà. Hiện tại bên này không có ai. Cho đi móc xuống dưới đi. Hầu hết bọn này nó ở dưới này rồi. Ba rồi, ba rồi. Còn tốt lắm. Làm sao mà có thể được kill acid rồi. Phía dưới kiểu gì cũng sẽ có con này. Không có à? Chết ngay. 43 rồi, Revenger tốt lắm. Đây 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 đây, đằng sau đằng sau đằng sau luôn. Ok, chạy nhanh, cũng chạy nhanh quá. Double kill. Mình biết là có bé đấy mà. Tăng hình, tăng hình, tăng hình. Ái xa. Ái xa. Ấy sợ, ấy sợ, ấy sợ, ấy sợ, ấy sợ. Nhờ nữa anh à, Kin Acid à, thằng nào bắn hộ mình đấy. Nào, sang bên này thôi, 94 rồi. Chúng ta dẫn khá là ghê. Ô, 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 chết, hay lắm. Có cả phụ hoàng, 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 ghê. Báo, báo, báo. Ôi trời ơi, con nào nó cắn chết mình đây. Saman bow. Lắm đồ chơi thật đấy, thằng này lắm đồ chơi thế. Ra luôn một ngày. Wow, anh điên đập đá. Ôi trời, nó chuyển ngay sang xuống kia. Ôi trời ơi, để nó giết cho thế. Chậm quá. Chết mày, giết à, mình giết được. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó giết được mỗi cái hình samurai của nó thôi. Nó đầu lên đấy, 17-9 anh em. Né ra, né ra, né ra, né ra, né ra, trả thù chứ. Cái gì nó bắn ơi trời. Ôi giỏi bên ngay mà nó hút mình vào rồi. Nó cho cái đạn hút ấy. Đạn không gian à. Đạn kiểu đạn không gian ấy. Gì gì đó. Chết ngay. Đâu rồi đó. Mình vừa thấy nó ở đây mà. 19, 11 thôi. Đủ để thắng rồi. Yes. Và mình giết được trận này ít mạng thôi. Không nhiều quá. 6 mạng. 2 đấu 2 này.
khá là cân, là hay quá. Ok, và chúng ta sẽ kết tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Pixel Gun. Bye bye.